Nam Mô Bức Tha Giá dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huy Niệm, cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng và dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn Su Khá Anh Đúc Khá Cô Ái Minh, Bình Quách Tha Ná. Cô nghe Pháp Xích Trần Đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì mặc dù đồng hồ con sớm mấy phút nhưng mà con đã thấy Đại Đức Huy Niệm đã vào đạo tràng rồi. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài của kinh số 129. Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa đành đại tạng mùi hương. Pháp bảo ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn thận, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đi ta có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp ba bốn mười lăm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh mày thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Năm tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh Đại Đức Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 129. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh đã cho bài học. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha giá và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Huy Niệm ạ. Sư có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đạo tràng con nghe được âm. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, kính nhân mít đến sư. Cảm ơn Hoa Nguyệt. Kính lễ Đại Đức Phật Tính Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Xin chào quý vị trong lớp học. Hôm nay chúng ta học cái ngôn pháp cú số 129 qua cái phẩm hình phạt. Rồi, bây giờ thì mình làm lễ tam bảo rồi mình sẽ học bài. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Thế Tôn Bậc A La Hán đứng chánh hành giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng công năng ứng thường đưa đến sự lễ cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn đức năng bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp
các ngài đã đắc được quả thánh, còn phàm là muốn phạm với chúng sanh là bất tiện của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lại 30 câu ví. Đây kệ ngôn pháp cú số 129, Đức Phật ngày dạy như sau: Sabbe ta sang tí tần đá xá Sabbe pha dần tí mát chư nô Atta năng upat mang ca toa Na hát ni giá Na gà ta dì. Lần thứ hai: Sabbe ta sang tí tần đá xá Sabbe pha dần tí mát chư nô Atta năng upat mang ca toa Na hát ni giá Na gà ta dì. Lần cuối cùng: Sabbe ta sang tí đơn đa xá Sabbe pha dân tí mắt chú nô Atta năng ủ bạc măng cắt toa Na ha ni ya na ga ta ye. Chúng ta có đoạn đầu tiên Sabbe ta sang tí đơn đa xá. Tính từ sắp bá có nghĩa là tất cả. Đây thì tôi chủ cách số nhiều nên là Sabbe. Cái đấy mình có động từ tá sanh tí. Động từ này có nghĩa là run sợ, sợ hãi. Từ đanh đá có nghĩa là roi gậy hay là hình phạt. Ở đây chia theo sở thuộc các suối cho nên là đanh đá sát, đanh đá sát. Sát bê ta sân tí đanh đá sát, ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ hình phạt. Đoạn thứ hai mình có là Sabbe pha dân tí mát chú nô. Pha dân tí đây là động từ, cũng có nghĩa là sợ sệt. Mát chú nghĩa là tử thần hay là sự chết. Machuno là của cái chết. Sabbe pha dân tí Machuno, ai cũng sợ sự chết, ai cũng sợ chết, ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ sự chết. Rồi tiếp đến mình có Atta năng upamankatva. Upama có nghĩa là ví dụ, Atta năng có nghĩa là bản thân. Atta năng upamankatva nghĩa là sau khi lấy thân mình làm ví dụ, sau khi lấy thân mình làm ví dụ, tức là suy từ mình mà ra đó. Rồi cuối cùng là Nahaniya Naga Taji. Động từ Haniya là nên giết, nên giết hại, nên giết hại. Ra tá dê, ra tá dê có nghĩa là ra lệnh giết hại, ra lệnh giết, hoặc là suối kẻ khác giết. Rồi, na ha ni giá na ga ta là gì? Không nên,
chí hại và cũng không nên kêu người khác làm. Ở như thế thì sabbe tassang ti dandasa sabbe prayanti macchino atanang upamankatwa ahamiya nagataye. Ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ chết. Hãy lấy mình mà suy ra, không nên giết hại và cũng không nên bảo kẻ khác. Ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch theo kệ ngôn như sau: mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đó là phần từ vựng đó. Bây giờ mình sẽ đi đến duyên sự, xem cô duyên sự này nó như thế nào. Quý vị, kệ ngôn pháp cú này được bậc đạo sư Ngài giảng trong duyên sự khi Ngài đang cư ngụ tại Chetavana Vihara. Câu chuyện đề cập đến nhóm lục sư. Nhóm lục sư này là một cái nhóm các vị tỳ kheo gồm 6 vị. 6 vị này được nhắc đến rất là nhiều ở trong luật đại, tức là thường xuyên có những cái sở hành nó không có phù hợp với cái tư cách của một vị tỳ khưu, cho nên cũng từ những cái duyên cớ, những câu chuyện của 6 cái vị này nè, mà thường xuyên của cái nhóm này, thường xuyên Đức Phật này y cứ vào đó ngày quy định ra học giới cho hàng tỳ khưu đệ tử. Thì câu chuyện này đề cập đến nhóm lục sư. Vào một cái thời gian nọ thì có các vị tỳ khưu ở trong nhóm có 17 vị. 17 vị. Vừa sửa soạn xong cái chỗ cư ngụ. Tức là lưu cốc chỗ ở đó. Xong khi đó thì liền bị các vị trong nhóm luật sư đến đuổi ra. Bằng cái lời lẽ rằng là các đạo hữu hãy đi ra ngoài, chúng tôi lớn hạ hơn mấy được phép cư ngụ ở đây. Thế rồi các vị 17 vị sư nhỏ hạ hơn thì mới đáp lại rằng chúng tôi sẽ không nhường lại chỗ này cho các vị, bởi vì lẽ chúng tôi đã đến đây trước, đã quét dọn xong rồi. Sau khi nghe nói như thế thì nhóm 6 vị luật sư mới đánh 17 vị sư. Trong nhóm 17 vị sư đó lúc bây giờ mới hoảng hốt là hét ầm ĩ lên. Đức Thế Tôn Ngài mới biết được, mới nghe được cái sự lộn xộn đó. Ngài mới hỏi Chư Tăng chuyện gì, thì Chư Tăng mới thưa lại cái sự việc. Và cũng từ đây Đức Phật Ngài quy định cái học giới là vị tỳ khưu nào á, vị tỳ khưu nào đánh đập vì cái lòng sân hận bất bình mà đánh tỳ khưu khác thì phạm tội Pacitiya, tức là tội ứng đối trị. Sau đó Đức Phật Ngài nói tiếp: này các tỳ khưu, phàm là một vị tỳ khưu thì nhất định là không nên đánh đập, cũng không nên giết hại, vì đã biết rằng người khác cũng như bản thân mình, ai ai cũng sợ đau trượng, cũng sợ sự chết. Nói rồi Đức Phật Ngài mới thuyết lên kệ ngôn pháp cú C: tá sân tí đàn đá xá sát bê phà dành phí mắt chú nô áp đa năng u pa măng cách toa nạ hạ nì giá nà gà ta dê. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ chết, lấy lòng mình suy cẩm, chớ giết, chớ bảo giết. Quả nhiên như vậy, cũng giống như là đức vua khi mà đi đánh chống truyền giao rao cho dân chúng tập hợp, trừ ra những cái vị quan cải tướng thì tất cả phải tập lại vì e ngại, lo sợ cái hình phạt
của nhà vua cũng y như thế đó, ai cũng sợ hãi hết. Tuy nhiên có bốn đối tượng là không có sự khiếp sợ, đó chính là voi thuần chủng, ngựa thuần chủng, bò thuần chủng và vị vô lộc. Trong tất cả những người này thì không có sự rung động sợ sệt trước nguy hiểm, trước cái chết. Khi cuối thời pháp thì nhiều vị tỳ khưu đắc được thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi, đó là phần nhân sự. Đọc từ nguyện. Để chờ sự chú. Ở trong lục tạng có rất nhiều những cái câu chuyện trình bày kể về kể về cái đời sống sinh hoạt của chư tăng. Bởi vì luật đó, thưa quý vị, luật là đa số nó xuất khởi từ những cái câu chuyện, nó sanh khởi trong cái tập thể sinh hoạt của chư tỳ khưu. Cho nên nếu biết muốn biết về cái thực hư như thế nào về đời sống của chư tăng hồi xưa thì chúng ta đọc lục tạng chúng ta sẽ hiểu biết rất là nhiều. Quả thực như tại quả thực như thế. Đối với những bậc đã dứt phiền não thì rất ít khi được nhắc đến, bởi những cái sự vi phạm của các ngài là nó không có được hình thành, nhất là nội tâm không có phiền não thì phần lớn Đức Phật ngài không có xem đó là một cái sự phạm tội. Tuy nhiên có điều chúng ta cũng phải nên hiểu rằng nói như vậy không phải là hễ tâm làm không có ác ý, không có phiền não là được xem như mọi những cái sở hành không có gây, không có để lại một cái hậu quả. Cũng có một vài trường hợp những bậc thánh đệ tử tuy là những bậc vô lậu nhưng mà do cái sở hành như vậy nó sẽ, nó không có, không có xuất phát từ nội tâm phiền não, nhưng mà cái cách sinh hoạt như vậy cái cách mình hành xử như vậy nó có thể đem đến cái sự bất lợi cho chính bản thân của vị ấy, trong chính bản thân vị ấy, và thậm chí là trong tương lai bởi cái sự việc đó đối với các vị phàm phu đó là một điều không nên. Cho nên cũng có vài trường hợp là cái học giới được hình thành y cứ trên sự việc của bậc vô lậu cũng có nữa. Điển hình là cái sự việc của ngài ngài gì mà đệ nhất thiên nhãn sự quên người ta tự nhiên sao quên cái tên của vị nhỉ, quý vị đệ nhất thiên nhãn đó thưa quý vị, Anuruddha. Cái câu chuyện của ngài Anuruddha là một cái ví dụ rất là rõ, và cũng từ y cứ bởi sự việc đó Đức Thế Tôn ngài quy định cho hàng tỳ khưu là không có cái sự, không nên có cái sự cư ngụ ngủ chung với phụ nữ. Ngủ chung ở đây không có phải ngủ chung giường đâu, không phải như vậy đâu, có nghĩa là cư ngụ qua đêm trong một mái che, cho dù trong một cái gian phòng hay một cái tòa nhà nhưng mà nó có chung một cái mái che không thôi thì cũng không, không nên, cũng là được xem như là phạm tội chứ không phải là không. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Còn ngoài ra tất cả những cái điều học phần lớn đều y cứ trên những cái sự việc của các vị tỳ khưu còn phàm, của các vị tỳ khưu còn phàm. Nó cũng rất là buồn cười đối với đôi khi có những cái duyên sự của học giới nó xuất phát từ
những cái sự tranh chấp, những cái sự ẩu đả hoặc là những cái sở hành nó rất là phàm tính, nó rất là trung thực, chứ không phải là hễ nói đến đời sống của chư tăng hồi xưa là chỉ toàn cái tốt không thôi, không có cái xấu gì đó. Chuyện này không phải như vậy, cái tốt cũng có đối với những bậc đã thanh tịnh phiền não, hoặc là những vị tỳ khưu tuy còn phàm nhưng có những cái sở hành chân chánh thì cũng có, chứ không phải là không. Bên cạnh đó cũng có cái xấu nữa. Và bằng chứng ở đây trong cái phần này, cái điều học này á, nó nằm ở cái điều học số 71 của Bà Chí Tí Giác. Cái sự việc này xuất phát từ cái duyên sự nãy là chúng ta biết rồi. Và từ đây Đức Thế Tôn Ngài ấn định từ chính miệng của Đức Phật ra để quy định cái điều học này như thế này. Yo panaphikho phikho sakobito anatamano baharang dadaya bacitiyang. Tức là vị tỳ khưu nào vì cái lòng sân hận bất bình á, phẫn nộ mà đánh vị tỳ khưu khác thì phạm tội ưng đối trị. Và duyên sự được khởi lên do bởi nhóm lục sư ỷ mình là vị lớn, cho nên đã tranh chấp cái chỗ cư ngụ và đánh những vị tỳ khưu nhỏ hạ hơn. Kế đến cũng có cái sự việc này cũng ngộ, cũng chung với một cái sự kiện đó. Các vị tỳ khưu nhóm sư này, thưa quý vị, sau khi đã bị Đức Thế Tôn Ngài quả trách xong, Ngài quy định cái điều học là đánh tỳ khưu khác là phạm á, phạm tội ma chi tí giá, phạm tội ứng đối trị. Rồi sau này gặp lại các vị tỳ khưu trong nhóm 17 vị sư đó đó, thì các vị đó cũng chưa nguôi được cái lòng giận sân hận của chính bản thân mình, cũng còn hậm hực lắm chứ không phải là không. Xong rồi tuy lần này không kiếm chuyện nhưng mà không có dám đánh, bởi vì Đức Phật Ngài đã quy định cái điều học rồi, cho nên các vị ấy không có dám vượt qua. Tuy nhiên ứng phó bằng một cái tình huống khác, tức là giờ không đánh nữa mà đưa tay ra hù, chẳng hạn như chỉ chỏ rồi gườm mắt mà nói là ông có gì ông chết với tôi hay là gì đó vậy đó. Thì cái sự việc này cũng làm cho các vị tỳ khưu nhỏ, các vị sư nhỏ trong nhóm 17 vị sư đó, hoảng sợ, tức là không biết bây giờ không đánh nhưng mà cái thái độ như vậy, hù dọa như vậy cũng làm cho các vị lo âu. Cho nên nó cũng y cứ từ cái sự việc này mà Đức Phật Ngài mới quy định thêm một cái điều học. Ngài mới quy định thêm là vì tỳ khưu nào vì lòng sân hận bất bình đó, cho dù chỉ có đưa tay ra hù dọa hoặc có những cái cử chỉ mang cái tính cách gọi là hăm he thôi, vì tỳ khưu khác thôi, thì cũng phạm tội ưng đối trị. Hai cái học giới này nó cũng liên quan đến những cái đối tượng chung một cái sự việc như vậy. Rồi, đó là như thế. Ở đây có một chuyện chúng ta nên biết rằng khi mà một người mà có cái lòng sân hận hay là lỗ mãn, thô lỗ, thường hay luôn luôn tỏ vẻ như rất là dễ bực bội, não hại đến người khác và thậm chí thù hằn, thì cái người đó thưa quý vị, tạo cho người khác một cái cảm giác là sống gần gũi không có được an ổn cho lắm. Bây giờ đừng có nói chi là sống chung với cái người mà tâm lúc nào cũng sân hận bực bội, mà kể cả cái sắc đó, thưa quý vị, cái sắc nét của gương mặt nó toát ra cái sự lỗ mãn, cái sự bực bội, thì mình ở gần người đó bây giờ chưa biết là tâm người đó có sân hay không, mà những trường hợp như vậy chúng ta cũng ái ngại, không có dám gần, không, bởi vì nó tạo cho mình cái cảm giác là không có được yên ổn. Nên chính vì thế mà khi mà mình đi ra ngoài
trong những cái nơi mà mình đến. Tại sao có những con người mình ở gần đó nó luôn luôn có được cái cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng, rất là yên ổn, rất là mát mẻ. Và tại sao có những con người mình ở gần đó mình cảm thấy nó giống như là nó bất an á, nó giống như nó sao sao quá, giống như cái nhiệt độ không khí lúc nào nó cũng cao hết, nóng hết á đó. Rồi chưa kể đến trong cái đời sống sinh hoạt, đừng có nói chi là tâm tánh, mà kể cả những cái gương mặt của mình, cái người mà cái nét mặt lúc nào cũng câu có khó chịu, không có được hiền hòa, không có từ tâm, không có mát mẻ. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, cho dù người đó có đi làm cái nghề buôn bán thôi, hoặc là bây giờ đừng có nói chi buôn bán, mà nói đến trường hợp cái người khó khăn, nghèo khổ nhất đi xin người khác thôi, thì cũng phải có gương mặt sao cho nó dễ coi thì mình mới có thể đạt được cái lòng thương tưởng của người khác, người ta chia sẻ lại cho mình. Chứ còn đi xin xỏ người khác mà mặt mày nhìn thấy là thấy ghét rồi, thì như vậy hỏi quý vị làm sao mà ai mà cho được. Kể cả trong việc mà mình bán đồ tạp hóa hay là bán đồ ngoài chợ cũng vậy đó. Cái người buôn bán á, cái gương mặt nó cũng quan trọng lắm chứ không phải là không đâu nha. Tại sao có những cái bức quán hàng á, mà người ta có những người, người ta tiếp khách, người ta chào đón rất là niềm nở. Người khác người ta vô ra rồi cúi đầu, luôn luôn có một nụ cười trên mặt, dù ở bên trong nó khó chịu sao không biết, nhưng mà mặt lúc nào cũng rất là mát mẻ, dễ gần. Còn như mình buôn bán hàng hóa gì đâu mà mặt lúc nào cũng hậm hực hết, lúc nào nhiệt độ cũng đo vô cũng trên 40 độ hết á, thì thưa quý vị á, đừng có mơ mà bán được hàng, lúc đó không ai dám ghé, không ai dám gần đâu. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái năng lực của pháp của người mà không có bị sân hận, nó luôn luôn nó tạo cho người khác một cái sự dễ gần, rất là an toàn, rất là an toàn, rất là thoải mái, rất là mát mẻ. Bây giờ mình sư kể cho quý vị nghe. Thật ra trong số những người mà sư tiếp xúc, nhất là những người cư sĩ, có những vị cư sĩ thành thật mà nói, cái này là khen thật chứ không phải là không. Không biết là tu hành như thế nào, niềm tin có tuyệt đối hay chưa, hay là tâm tư như là hiền hòa thật sự hay không, cái đó không biết. Nhưng mà khi mà giao tiếp với người ta, sư thấy những người đó có một số những cô hoặc là những chú Phật tử có cái gương mặt nó rất là hiền, rất là hiền. Thậm chí tuy người ta không có những cái biểu cảm gì về cảm xúc, nhưng mà tuy nó chỉ là gương mặt để ở cái trạng thái bình thường thôi, nhưng mà nó giống như là một người lúc nào cũng rất là vui vẻ. Nó biểu lộ ở trên cái ánh mắt người ta giống như cười, mà mắt nó cũng cười theo đó, kiểu như vậy đó. Thì chỉ cần nhìn thấy cái đó thôi, thưa quý vị, nhìn thấy cái đó thôi, mình cũng thấy rất là dễ gần, thấy rất là dễ gần. Cho nên chính vì vậy mà khi chúng ta có cái sự sân hận đó, thưa quý vị, đó chính là mình đã tự cử chỉ ám thị chính bản thân mình tự đưa mình ra một cái khoảng cách ranh giới, và không có để cho người khác có được một cái cơ hội để gần gũi mình. Bởi vì thật ra ai cũng sợ hết, thưa quý vị, ai cũng sợ hết. Giờ đừng có nói chi mà con người, mà kể cả loài thú thôi, hoặc là con chó, con mèo đó, thưa quý vị. Sư thấy có những con chó nó như gần chùa nè, gần chùa có một con chó bên nhà hàng xóm, sư cũng hay giỡn với nó, thỉnh thoảng đi ra sư cũng hay giỡn. Nó có một cái nét mặt nó rất là hiền, đúng không quý vị? Tuy là chó nhưng mà nó có cái nét mặt nó lúc nào nó cũng tươi hết. Cái miệng của nó tuy cái mỏm nó dài nhưng mà giống như lúc nào nó cũng cười vậy đó, rất thương. Còn cái thứ mà chó mà kiểu bị xích, bị tột rồi xong rồi lúc nào cũng gầm gừ, nhe răng
ai mà dám gần quý vị, ai dám lại coi như là cho ăn, ai mà dám gần gũi. Cho nên loài thú thôi, loài thú thôi, mình cũng có cái sự gần gũi hơn đối với những cái trường hợp người ta có những cái biểu hiện là rất là mát mẻ, dễ dàng. Chứ đừng nói chi là tâm không có cái sự sân hận. Quý vị có biết rằng là có bốn cái lý do mà khiến cho một người chưa hề biết gì hết về bậc đạo sư, nhưng mà khi mà gặp Đức Thế Tôn á, liền sanh khởi cái sự rất là thân thiện, gần gũi và dễ phát sanh lòng tin đối với Ngài. Trong số bốn nguyên nhân đó, đó chính là tâm của Ngài đối xử chúng sanh rất là từ ái, từ tâm. Và cái sắc tướng của Ngài nó rất là dịu dàng, chứ nó không có những cái biểu hiện như là nhìn cho người ta thấy là người ta thấy không đủ. Đó, đó là như vậy. Rồi. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa sư muốn nói đến ở đây, ở trong luật pháp đó, nó có hai cái hình thức, đa số nó có hai cái hình thức. Thứ nhất là đối với những người tốt, những người có công, có lợi làm lợi ích thì người ta thường hay thưởng. Nhưng bên cạnh đó, những ai mà gây bất lợi, gây tội lỗi thì sẽ có những cái hình phạt, sẽ có những cái hình phạt. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng có một số những quốc gia, cái hình phạt cao nhất của họ là ban cho cái sự chết, tức là tử hình. Nhưng cũng có một số những cái quốc gia, những nơi người ta vì cái lòng nhân đạo, thưa quý vị, vì cái tâm bi mẫn đó, cho dù người đó có phạm tội ác như thế nào thì người ta cũng không có đi đến cái quyết định là phải đoạt cái sản của chúng sanh khác. Đây nó cũng thể hiện cái lòng từ bi, thưa quý vị, cái lòng từ bi. Điều này chúng ta có thể xem xét một chút đối với pháp luật, đối với pháp luật của Đức Phật ngày quy định. Quý vị biết rằng cái hình phạt mà được xem như tối cao ở trong luật của tỳ khưu đó chính là cùng lắm chỉ là đuổi ra khỏi tăng đàn, cho quay trở về, coi như là gọi là sư phụ sư hay dùng một cái câu gọi là cho về quê cấm câu đó, cho về quê cấm câu, tức là đuổi ra khỏi tăng đoàn thôi. Thì khi phạm cái tội nặng nhất là hình thức cao, xử phạt cao nhất là đạt đến mức đó. Chứ còn ngoài ra tất cả những cái phương án để mà xử lý cho trường hợp bị tỳ khưu phạm tội, quý vị không hề liên hệ gì đến cái sự tra khảo hành hình gây thương tổn đến thể xác cho đối với các vị tỳ khưu và các vị sa di. Không hề có một cái quy định nào về sự xử phạt mà mang cái hình phạt về thân xác nằm ở trong luật cả. Rồi, cái hình thức cao nhất đó chính là cảm thấy không được nữa thì thôi, không có công nhận, không chấp nhận sống chung với các vị tỳ khưu nữa. Rồi kế đến với những hình phạt sau, chẳng hạn như là nặng đứng thứ nhì đó, nặng đứng thứ nhỏ là hình phạt biệt trú. Biệt trú, biệt trú ở đây có nghĩa là ở những cái loại tội đó, cần phải được xử lý theo cái cách thức. Hello quý vị còn nghe nữa hay không?
Cái hình thức thứ hai nhẹ hơn chút, đó là biệt chú. À, tức là khi phạm số những cái loại tội danh nào đó thì hội chúng thiền khu sẽ công bố trước toàn thể các vị, là sẽ để cho vị này có sự tách biệt, có sự tách biệt, có một cái lối sinh hoạt sẽ tách biệt đối với tập thể các vị thì khu. Và trong thời gian đó, trong thời gian được xem như biệt tu chú, sẽ tước hết những cái lợi ích thông thường. À, chẳng hạn như thay vì mình lớn hạ đi thì mình sẽ đi trước, ngồi trước, hoặc là được chỗ đến, chỗ đi, chỗ ngồi của mình cũng đều xếp hàng trước. Nhưng mà bây giờ đó mình không có còn được cái quyền đó nữa, mình phải đi sau, ngồi sau, kể cả trường hợp đối với những vị nhỏ hạ hơn mình đó. Và thậm chí thì những cái cách cư xử hành lễ trong hội chúng đó, quý vị, lúc bây giờ sẽ bị đình chỉ hết. Vị nhỏ mà trong sạch hơn đó, thì khi gặp những vị tỳ khưu trong thời gian mà đang bị chú dù lớn hạ hơn thì cũng không có nên đảnh lễ. À, đó, đại khái là như vậy. Nó có một số những cái hình thức tương tự nữa, tuy nhiên chỉ giới hạn ở trong việc hạn chế một số những cái quyền lợi thông thường của một vị thiền khu thôi. Sau khi hết cái thời gian đó, đã trả nợ xong đó, thì lúc bây giờ sẽ được khôi phục lại. Ở trong tuyên ngôn tăng sự thường hay dùng cái chữ gọi là phục vị, giống như bị tước lon đi vậy đó. Thời gian đó tạm thời coi như là bị đình chỉ công tác và bị tước lon. Sau khi đã có cái thời gian hối cải xong, lúc bây giờ sẽ được khôi phục lại. Đó là cái cách thức xử lý thứ hai. Và còn lại tất cả những cái trường hợp khác là chẳng hạn như là sám hối thông thường bằng cách thổ lộ, rồi cùng lắm thì quả trách, nhắc nhở, vân vân. Cho nên chính vì thế mà nếu tìm ở trong luật của Đức Phật ngay trong thời hiện tại này ban hành cho các vị tỳ khưu, không hề tìm thấy một cách thức xử lý hình phạt nào mà mang cái ý nghĩa thành hình, hay là làm đau đớn thể xác hoặc là tước đi cái sanh mạng của chúng sanh. Điều này cho thấy cái lòng từ bi của một vị giải thoát, luôn luôn thấu hiểu cái tâm tư của chúng sanh khác. Đối với Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, mà kể cả những vị như là vua Chuyển Luân Vương đó, thưa quý vị, vua Chuyển Luân Vương cũng không có cái cách thức mà hành hình tội nhân một cách đau đớn đáng sợ y như những vị vua khác đâu. Không hề có cái chuyện đó. Các vị ấy sở dĩ mà đạt được cái sự cai trị là do bởi y cứ trên những cái thiện pháp mà các ngài đã tích lũy để mà nhiếp phục được lòng dân. Cho nên chính vì thế mà không có chứa đựng những cái sự hình phạt. Điều đó cho chúng ta thấy đối với một cái pháp luật đó, thưa quý vị, nó cũng bày tỏ cái lòng thương tưởng từ bi đối với chúng sanh khác chứ không phải là không. Mình đừng có tưởng rằng mình lấy cái cớ là không có làm người khác không có sợ, cái đó nó chỉ là cái mình nghĩ thôi, nó chỉ là cái mà mình nghĩ thôi, cái cách thì mình làm như vậy thôi. Nhưng mà đối với thế gian pháp đó, thưa quý vị, nếu như mà nói rằng ai cũng đều cư xử theo những cái tâm lý mà Đức Phật ngài dạy là vô sân, không có nên sân hận làm hại đến chúng sanh khác, thì chuyện này nó không thể được, thật sự không thể được. Có người này có người khác. Cho nên đối với phàm phu chúng ta, đôi khi cái cách mà trị vì đó, cách mà trị vì đó, mình nghĩ là như vậy, nhưng mà đối với người mà có lòng từ, người ta không có y cứ, người ta không có dùng cái hình phạt khốc liệt để mà xử lý.
để mà xử lý. Đó. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là đối với sự sân hận đó, thưa quý vị, đối với sự sân hận gây tổn hại đến chúng sinh khác, cho dù ở cái cương vị nào đi nữa, đó cũng là một cái điều mà mình cảm thấy nó không có được tốt đẹp. Cho dù người khác có lỗi lầm đi nữa thì mình cũng không có vì đó mà nên đối xử với người khác như vậy. Chứ đừng nói chi mà mình hãm hại người khác một cách vô cớ. Chuyện đó là chuyện không vấn đề. Lấy ví dụ của chính bản thân mình, khi mình lọt vào trong cái hoàn cảnh đó đó, thì mình cũng đâu có mong muốn bị như vậy đâu. Thì điều đó như thế nào thì đối với người khác cũng vậy, đối với người khác cũng vậy. Và điều mà chúng ta nên nhớ thêm rằng cái sự tu tập để loại bỏ đi cái sự sân hận đó, thưa quý vị, đó cũng là một chi phần để mà hướng đến những cái pháp thượng nhân cao hơn, cái pháp thượng nhân cao hơn, thứ nhất là pháp giải thoát. Ở trong thập độ, trong thập độ 10 pháp parami đó, chúng ta thấy có một cái là gọi là từ tu tập tâm từ. Thực ra tâm từ á, nếu mà tìm kiếm ở trong chi pháp của thực tánh pháp, chúng ta không có thấy, chúng ta không thấy. Nhưng mà cái nguồn gốc của nó từ cái tâm sở vô sân đó, thưa quý vị. Tâm từ chẳng qua nó chỉ là một thuộc tính khi tâm sở vô sân được phát triển đến một cách tột độ. Đó. Chính vì thế mà mình muốn bước qua một cái lĩnh vực khác về cái ranh giới của việc tu tập. Chúng ta có những pháp mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải vượt qua. Điều này mình không có kén chọn được, thưa quý vị. Mình không có thể nào mà mình nghĩ rằng là bây giờ cái tập của tôi, bây giờ tôi bị sân hận quá rồi, giờ nhưng mà thôi, giờ tôi hơn phải chịu thôi, giờ tôi tu tập tâm khác. Nhưng mà tôi được cái tôi không có bị tham lam nhiều chẳng hạn, vân vân. Hoặc là tôi có lòng tin, vân vân. Hoặc tôi có sự kiên định mà tôi chỉ bị tâm sân thôi. Cái nào cũng phải đạt đến một cái mức độ tối thiểu thì mới đạt đến được cái sự giải thoát. Mình không có kén chọn được. Cho nên cho dù mình là một người có tánh đa sân, dễ sân hận bất bình, thì trước sau gì mình cũng phải đối mặt để mà khắc phục nó. Ở trong thực tánh pháp á, khi tâm vô sân á, là một cái trạng thái tâm nó có mặt ở trong tất cả những cái tâm thiện. Nó có mặt ở trong tất cả những tâm thiện. Tâm thiện dục giới, khi chúng ta làm những việc thông thường không thôi, nó cũng có chi phần của tâm vô sân trong đó. Tuy nhiên trong một số những trường hợp trong lúc chúng ta làm á, nó không có liên hệ gì hết đến cái hình thức đối tượng chúng sanh. Nhưng mà cái thuộc tánh tâm vô sân đó, thưa quý vị, nó là một cái trạng thái, nó làm cho nội tâm được mát mẻ, được êm dịu, không có bị nhiệt não, cũng bị nóng nảy, thay vì sân hận là ngược lại. Cho nên chính vì thế mà cái sự mà mình thương tưởng người khác, nó chỉ là một khía cạnh, nó chỉ là một khía cạnh ở trong cái góc độ của của vô sân thôi. Chứ còn cái trạng thái mà chung á, trạng thái chung á của tâm vô sân, đó chính là cái trạng thái mát mẻ. Mát mẻ ở đây mình nên hiểu là cho dù không có ai để cho mình phải dịu dàng để mà thương mến, thì cái sự nhu nghiến của nó, sự mềm dịu, cái sự mát mẻ của nó, đó cũng chính là cái sự bộc lộ của vô sân. Bây giờ sư nói ví dụ như thế này nè, lúc mình bước đi trong một cái oai nghi đi thôi,
Thế là mình bước đi trong cái trạng thái mà bực bội á thì nó khác. Còn cái người mà người ta cũng bước đi trong một cái trạng thái tâm nó không có sân hận bất bình, nó không bực bội gì hết, nhẹ nhàng. Bây giờ thật ra nó đâu có đối tượng nào để mà nó thương đâu, thưa quý vị, đâu có đối tượng chúng sanh đâu. Nhưng mà chính cái trạng thái tâm vô sân nó cũng vẫn có mặt ở trong đó. Nó làm cho nội tâm của vị đó cùng với bước đi nó rất là nhẹ nhàng, mềm mại và mát mẻ, toát ra cái vẻ đó. Nên chính vì thế mà Ngài Thiền Sư Ngài thường hay có dạy như thế này. Ngài dạy rằng đó, mình tu tập tâm từ á, khởi điểm của mình cứ bắt nguồn từ cái việc theo dõi các oai nghi đi, thì tự nhiên nó sẽ đến một lúc nào đó từ tâm nó sẽ được phát triển đến đến mức ấy. Điều này có nghĩa là trong bất cứ những cái sở hành nào của mình, trong bất cứ những cái sở hành nào của mình, miễn sao là nó có tâm thiện thôi, là nó có thuộc tánh của tâm vô sân, có hết, nó làm cho trạng thái tâm nó rất là mát mẻ, rất là mát mẻ. Còn sở dĩ mà được phát triển đến một cái giai đoạn cực điểm á, thì lúc bây giờ nó có tên gọi là tâm từ biến mãn, từ vô lượng. Lúc đó nó lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy chúng sanh làm đối tượng. Và cái việc tu tập này mình phải hiểu, để mà chúng ta mới biết được cái cách thức hoạt động để mà đối trị với cái lòng sân bản thân mình. Cái trường hợp mà ở trong pháp tu thuộc về tâm từ á, thì có hướng dẫn đại khái là mình sẽ nghĩ tưởng đến những người mà mình thương trước, rồi từ từ mình phát triển ra đến những cái đối tượng khó hơn. Bởi vì cái người gần mình á, thưa quý vị, người gần mình là mình dễ rải tâm từ hơn. Dễ rải tâm từ hơn. Thứ nhất là chính bản thân mình, mới đầu mình phải rải tâm từ chính bản thân mình trước. Chuyện này thì đơn giản rồi, ai cũng thương mình hết. Rồi từ từ đến người khác, những người gần, rồi từ từ ra xa hơn, những người không quen biết, không có dính dáng gì đến họ hàng, dòng tộc của mình hết. Và cuối cùng đến một cái đối tượng là cực kỳ khó, đó chính là đối với kẻ thù của mình. Nói đến chuyện này á, chẳng qua là chúng ta học ở trên pháp học á, thì mình thấy trình bày như vậy. Chứ trên thực tế luôn quý vị, trên thực tế á, để mà ứng dụng trong cuộc sống á, nó không phải là điều dễ làm. Nhất là ở cái chi phần gọi là tâm từ đối với kẻ thù của mình, cái đó rất là khó ăn, rất khó ăn. Cho nên nhiều khi trong miệng của mình, miệng mình nói là sân hận, nghĩ đầu với sân hận trước giờ không có thể nào thắng được, từ bi diệt hận thù, đó mới là định luật từ trước đến giờ. mình nói với miệng vậy thôi, chứ còn trên thực tế mà khi mà cái đối tượng nào mà mình ghét á, thưa quý vị, đối tượng nào mà mình đã ghét rồi á, đã sân hận rồi đó, có ấn tượng tốt rồi đó, không có thèm nói đến, đó là một cái giá coi như là rất là tốt rồi, đó là một cái đặc ân rất là từ bi của mình rồi. Chứ đừng có nói đến cái chuyện mà giờ bắt tôi phải thương, bắt tôi phải thương. Cho nên thực hiện được đến cái giai đoạn đó nó không có hề đơn giản chút nào. Bởi vì cái lòng thương đó, thưa quý vị, của tâm từ á, nó phải xuất phát thật sự ở trong tâm, chứ không phải là mình nói là mình thương người khác là đồng nghĩa với là mình có từ tâm. Nó không phải như vậy. Những vị thiền sư á, những vị tu tập á, người ta đâu có môi miếng, người ta đâu có nói là tôi thương cô hay là tôi có tâm từ bi đồ này kia rồi, nhưng mà nó vẫn có, thưa quý vị, nó vẫn có, nó vẫn toát lên. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là khi mà mình tu tập á, có những thứ mình phải đối mặt, không thể nào tránh được,
bằng chứng là trong tất cả chúng sanh phàm phu á, nó có cả hai cái tánh, tánh xấu trong đó cũng có, tánh tốt trong đó cũng có. Và mình phải hiểu biết được mình bị cái trở ngại về cái mặt nào nhiều, bị trở ngại về cái mặt nào nhiều, thì y cứ vào đó mình sẽ áp dụng, áp dụng từ từ những cái pháp môn mà tu tập mà mình học được, để mà đẩy lùi dần dần, để mà đẩy lùi dần dần những cái nhược điểm, nhược điểm của chính bản thân. Thật ra mà nói, quý vị biết ở trong hai pháp được gọi là tham sân á, hai cái loại đó, hai cái loại đó là hai cái loại chủ lực, hai cái loại chủ lực tức là tham dục và sân. Ở trong cõi dục giới, hai thứ đó là hai cái anh gần như là chủ lực sanh khởi nhiều nhất, sanh khởi nhiều nhất. Thì cái cặp này nè, cái tham sân á, nó dễ loại trừ hơn tâm sân, nó dễ loại trừ hơn tâm tham. Nói cái này không phải là chúng ta nói không thôi mà không có bằng chứng. Mình nhìn vào trong 10 cái kiết sử phiền não, mình nhìn trong 10 cái kiết sử phiền não, mình sẽ thấy khi đạt đến một cái giai đoạn nhất định nào đó thì tham, dục và sân nó không còn hiện khởi được nữa. Bằng chứng là ở quả vị của vị A-na-hàm, vị A-na-hàm. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng những gì mà vị đó còn sót lại, nó vẫn còn có tham ái ở trong đó. Chúng ta thấy không? Vẫn còn có ái tham trong đó. Hay nói chỉ thẳng vào trong bản nêu chi pháp đó, là vị đó còn bốn tâm tham ly tà và tâm si phóng dật, năm tập còn năm loại. À, mình thấy nó đâu còn tâm sân nữa đâu, sân bứt rồi, nó còn sót lại tâm tham, ly tà và tâm si. Cho nên y cứ vào điều đó mà nói rằng là tâm sân nó dễ đoạn trừ hơn, nó dễ nhiếp phục hơn đối với tâm tham. Mà quả thực là như vậy, thưa quý vị, quả thực là như vậy. Cho nên trong những cái trường hợp đó, chúng ta thấy đôi khi mình khắt khe với một người nào đó khi mà người ta đưa ra những cái trừng phạt này nọ, nó dễ dàng làm cho người đó, người ta có thể chừa bỏ và nhìn lại chính bản thân. Bây giờ mà khi mà mình được cái hay cái tốt quá, nhiều người nào cũng tân bốc, cũng vỗ tay rồi cũng gắn cho mình những cái mạc, những cái danh hiệu mà nghe đến là nổi da gà, rợn tóc gáy hết, bởi vì nó kinh khủng quá. Chẳng hạn như tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, nghe ớn lạnh. Lúc đó mình ngồi, mình cười, mình nghe răng ra thật ra, nhưng mà thật ra bản chất đó, lúc mà mình cười, mình nghe răng khoái vậy là lúc đó mình chết rồi. Chết. Tưởng thiệt, thứ nhất là nhiều khi không có, không phải là như vậy, mà tưởng thiệt khoái rồi mốt nó lòi ra, rồi lúc đó nó phải chịu cái hậu quả của nó thôi, phải chịu cái hậu quả của nó thôi. Cho nên chính vì vậy mà đối với những cái trở ngại thì sân pháp cũng là một khía cạnh của bất thiện. Và chúng ta tụ tập á, mình phải biết được những cái nhược điểm của bản thân. Nếu mình bị tâm sân nhiều, quý vị, chúng ta sẽ thường hay tạo ra những cái việc nông nổi. Tại lúc bây giờ có những chuyện á, nó không có đáng, nhưng mà do cái sự nông nổi của mình mà mình có thể phạm những cái sai lầm có hậu quả cực kỳ lớn, có hậu quả cực kỳ lớn. Sư thấy có một vài những trường hợp tâm tham á, nó ví như là một cái tên sát thủ, còn tâm sân nó cũng giống như là cướp, mà cướp này vậy thưa quý vị. Thì sư hỏi với quý vị, với hai cái nhân vật đó, ai dễ bị xa lưới hả? Ai dễ bị xa lưới hả? Dĩ nhiên là cướp mà giữa ban ngày là dễ bị xa lưới hơn rồi. Cho nên quý vị thấy không? Tuy anh kia khó đoạn trừ thiệt,
Nhưng mà cái hậu quả mà trên thực tế mà nó tạo ra, nó không có, nó dường như nó không có nhiều cái tính nghiêm trọng. Để hạn sư nói cho quý vị như thế này nè. Như là một người có những trường hợp, có những người người ta rất là tốt, người ta rất là giỏi, người ta có trí tuệ, nhưng mà bị một cái khuyết điểm là sân hận bất bình, hay hành động coi như là ngông cuồng hồ đồ. Thì đôi khi có những cái sự việc mà không có kìm nén được cái lòng sân hận, lòng giận dữ của mình tạo ra những cái hệ lụy nó rất nghiêm trọng. Lúc bây giờ những cái mặt u của mình mà có, nó vốn nó không có đỡ nổi. Cho nên người ta nói rằng cái tâm sân nó có thể làm hủy đi cái rừng công đức là như vậy. Thật ra nếu mà so về sự độ khó và sự nguy hiểm thì nó không bằng tâm tham đâu. Nhưng mà nó rất là nông nổi, rất bộc bộ. Cho nên chính vì thế mà khi mà mình đè nén được cái lòng sân giận của chính bản thân mình đó, là mình sẽ hạn chế được những cái kết quả khốc liệt không đáng mong muốn nó xảy ra, không đáng mong muốn xảy ra, thưa quý vị. Và hơn nữa, đối với những người mà khi mà mình muốn người khác, người ta gần gũi mình đó, thì chúng ta nên tu tập tâm từ nhiều để nó đối trị đối với tâm sân. Ấy người người có tâm sân, người ta ở gần người khác người ta chạy mất dép hết. Ở gần một người lúc nào cũng phùng mang trợn má hết thì ai đâu mà muốn ở gần, lúc nào cũng quát tháo như là chỉ chỗ, la hét om sòm hết, thôi chạy cho nhanh chứ ai ở gần ảnh. Chưa kể đến nhiều khi cũng bực quá rồi cũng cầm gì đó phóng mình đó. Còn đối với những người mà nội tâm người ta không có cái lòng sân giận thì người khác ai cũng muốn gần gũi, ai cũng muốn gần gũi, bởi vì luôn tạo cho họ một cái cảm giác rất là an toàn, không có bị tổn hại đến bản thân. Đó là như vậy đó. Rồi thôi, xin chấm dứt ở đây cũng được. Phải lẽ là như vậy đã. Hôm nay mừng quá, hôm nay thứ sáu là xong hết một tuần rồi, thì là khỏe rồi. Rồi bây giờ xin mời cô Nhật Hạnh. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Uy Nghiêm đã giảng bài Pháp Cú số 129 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến xương. Phật tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đề quạt sắp bằng bút ra nếu hạ quê nơi xa đa sở thi phong quanh trư trê. Phật tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đề quạt sắp bằng hâm ma nếu hạ quê nơi xa đa sở thi phong quanh trư trê. Tất cả phương hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng các sự thành lợi đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Pháp Tính Đại Đức, Quy Niệm Đại Đức, Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ông bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều ngư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường,
Noãn thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tấn quả rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào